Trong tập trước, Phương Lâm tìm thấy thân thể một bát tinh cổ thần, nhưng điều kỳ lạ là những bộ phận khác đều đã biến mất, chỉ còn lại đầu lâu. Có vẻ tên cổ thần này năm xưa đã bị một nhóm tu sĩ vây công, sau đó chặt đứt cả đầu lâu, dẫn đến mất mạng sau đó. Vương Lâm cũng bắt đầu lục soát xung quanh, xem có thể lan liếm thêm được món bảo vật nào hay không. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Sau khi lao ra hố sâu, vật hình người liếc mắt liền thấy được Vương Lâm đang tới gần rừng trúc. Hai con mắt lạnh như băng của nó hiện ra sát khí, hướng về Vương Lâm gầm lên một tiếng. Ngao! Tiếng giống này chấn động trời đất, một ít cấm chế xung quanh bị tiếng giống ảnh hưởng tự động mở ra, nhưng cấm chế kia chưa kịp phát huy uy lực liền lập tức sụp đổ trong tiếng giống. Ngay cả mặt đất giờ phút này cũng vỡ vụn một mảnh lớn, xuất hiện vô số khe nứt. Một cỗ gió mạnh gào thét xông thẳng lên trời cao. Phía trước vật hình người này theo tiếng giống xuất hiện một dạo sóng gợn vặn vẹo, thân hình nó lao về phía trước, bước vào trong sóng gợn điên cuồng xông về hướng Vương Lâm. Cho tới bây giờ Vương Lâm cũng không biết đây rốt cuộc là vật gì. Nó có hình người nhưng bộ dạng cực kỳ quỷ dị, nhất là hai mắt. Tuy có thần thái nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt này tuyệt đối sẽ không cho rằng vật này là người, nhất là một đường nó đuổi theo Vương Lâm. Tuy Vương Lâm bỏ chạy nhưng thần thức vẫn gắt gao quan sát, không có nhìn thấy nó thi triển thần thông gì, cho dù là những sợi tơ nhỏ trên thân thể bắn ra phảng phất như bản năng của nó vậy. Càng quan sát, Vương Lâm càng cảm thấy vật này quỷ dị, mà càng khiến trong lòng hắn u ám đó là vật này dĩ nhiên lại tồn tại trong đầu lâu cổ thần. Nó rốt cuộc là có trước khi cổ thần này chết, hay sau đó chui vào trong? Nếu là sau đó chui vào trong thì thôi, nhưng nếu là có trước khi cổ thần kia chết như vậy, việc cổ thần bát tinh này chết có liên quan gì tới vật này hay không? Hay là cái chết cổ thần bát tinh này không phải như ta đoán là do thiên đạo hư vô mờ mịt gây nên? Vương Lâm biết lúc trước mình đoán có chút vô lý, thậm chí chính hắn cũng có chút không dám xác định. Nhất là sau khi nhìn thấy vật hình người này, ý nghĩ của hắn lại có dao động. Năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai giết cổ thần bát tinh này, chặt bỏ đầu hắn? Vì sao tiên nhân có thể giành được đầu lâu càng khiến Vương Lâm nghi hoặc trong lòng. Nếu tiên nhân chiếm được cái đầu lâu này làm sao có khả năng không phát hiện thanh kiếm kia ở bên trong? Vì sao không lấy thanh kiếm này ra? Rất nhiều nghi ngờ hỗn loạn trong đầu Vương Lâm, nhưng không chờ hắn suy nghĩ hẳn hoi, bên tai truyền đến tiếng vật hình người kia gào rít. Vương Lâm xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vật hình người trong sóng gợn như con thoi nhanh chóng đến gần, hắn nhấc chân bước vào trong rừng trúc trước mặt nó. Trong con mắt lạnh lùng của nó lộ ra một tia cẩn thận, nhưng một lát sau, vẻ cẩn thận trong mắt vật hình người này biến mất lập tức bị một cỗ lo âu thay thế. Nó gầm nhẹ một tiếng lương lự ở ngoài rừng trúc một lát, những sợi nhỏ bên ngoài thân thể bắt đầu uốn éo. Nó ngẩng đầu không do dự lập tức nhảy vào trong rừng trúc, hào quang chợt lóe lên, vật hình người này biến mất. Sau khi thân hình nó biến mất, một nơi sâu trong rừng trúc chợt lóe lên hào quang, Vương Lâm bước ra, hắn bình tĩnh nhìn qua chỗ vật hình người kia biến mất, xoay người nhìn về rừng trúc trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ tính toán. Hắn cẩn thận bước sang bên cạnh một bước, chỉ một bước tức thì mắt hắn hoa lên, đợi khi rõ ràng thì đã bước ra khỏi cánh rừng trúc này. Đối với cấm chế nơi này, lấy hiểu biết của Vương Lâm về thuật cấm chế cho dù muốn phá giải cũng có chút gian nan, nhưng sau khi có bản đồ ngọc giản, một chút cấm chế trong đó cũng có thể làm được trốn vào trong mà không làm cấm chế mở ra. Giống như là khu rừng trúc này, chính là như vậy. Cấm chế khu rừng trúc này tuy mạnh nhưng vật hình người kia càng quỷ dị. Cấm chế này sợ là không nhốt được hắn bao lâu. Nhân khoảng thời gian này chính là mau rời đi, xâm nhập vào trong động phủ là hơn. Vương Lâm nhìn phía trước, nơi tràn ngập màn sương đen ở chỗ sâu trong nhiều lầu các. Từ xa nhìn lại có thể mơ hồ thấy được một góc cung điện như ẩn như hiện trong màn sương đen. Vị trí đó chính là trung tâm toàn bộ động phủ này. Nhưng Vương Lâm cũng biết nơi đó chỉ là lối vào từ tầng thứ nhất sang tầng thứ hai. Trước khi có bản đồ ngọc giản, đối với động phủ tiên đế này Vương Lâm có chút mê man không biết rõ ràng. Nhưng hiện tại trừ một tầng cuối cùng kia ra, hết thảy kết cấu động phủ này đã thành hình trong đầu hắn. Động phủ tiên đế này có 9 tầng, mỗi một tầng kiến trúc khác nhau, cấm chế cũng càng tăng ngày càng mạnh. Lúc này cấm chế tầng thứ nhất đã không kém, mà theo không ngừng đi vào cấm chế này cuối cùng sẽ đạt tới một trình độ khủng bố. Đây mới là động phủ tiên đế chân chính. Nguyên bản sau khi từ ngoại giới truyền tống đến đây, đúng ra phải xuất hiện ở trong này. Nhưng hiển nhiên trong quá trình truyền tống bị tán ma kia dùng bạch ngọc bình quấy nhiễu, vì thế nên tất cả mọi người đều bị truyền tống vào trong bình. Sau khi bình bị phá vỡ, tán ma kia mở ra táng tiên trì, sau khi sụp đổ lại khiến mọi người tàn ra. Mục đích của hắn là khiến chúng ta hoàn toàn mê hoặc trong động phủ tiên đế này. Ánh mắt Vương Lâm trượt lóe lên, hắn đạt được bản đồ trong ngọc giản cũng không đầy đủ, chỉ có 7 tầng đầu, 2 tầng cuối không rõ, giống như là bị người khác xóa đi. Việc này, năm xưa khi Vương Lâm vừa đạt được ngọc giản đã phát hiện ra. Lúc này đến động phủ tiên đế sau khi xác minh lại càng thêm rõ ràng. Vương Lâm trầm ngâm nhấc chân bước về phía trước. Phía trước hắn đi khỏi rừng trúc có một con đường nhỏ, mặt đường trải hàng loạt tiên ngọc tản ra từng tia sáng êm dịu. Vương Lâm bước chân trên đường, cẩn thận nhìn về phía trước màn sương đen xa xa, thân hình hắn nhoáng một cái phi thăng về trước. Hai bên con đường nhỏ này gieo trồng các loại hoa màu nào cũng có, nhìn thật xinh đẹp bất phàm.
nhưng ở trên những cây hoa này cũng có rất nhiều cấm chế. Hơi chút tác động sẽ khiến cấm chế mở ra, hoặc là tấn công, hoặc là vây khốn, hoặc là truyền tống đến một nơi khác. Nếu là người không biết gì ở tầng thứ nhất động phủ tiên đế này thì nửa bước cũng khó đi, cho dù là tiên ngọc trên con đường nhỏ này cũng ẩn chứa cấm chế. Nếu phương hướng đi lại và trình tự bước chân hạ xuống không đúng, cấm chế cũng sẽ mở ra. Chỉ có điều, chuyện này đối với Vương Lâm mà nói cũng không có hung hiểm gì. Bản đồ ngọc giản này tuy không nói phương pháp hóa giải cấm chế này nhưng mà giới thiệu tỉ mỉ một lượt. Nếu người khác đạt được bản đồ có lẽ là vô dụng, nhưng Vương Lâm là cấm chế đại sư, chỉ cần biết một số giới thiệu chi tiết về những cấm chế này thì chỉ nhìn một lần là biết rõ đúng sai, đỡ phí rất nhiều công sức. Chỉ là với tính cách Vương Lâm cũng không hoàn toàn tin vào bản đồ ngọc giản, tốc độ đi tuy nhanh nhưng không ngừng xác minh xem những ghi chép trong bản đồ ngọc giản có đúng hay không. Đang đi, hắn vỗ túi trữ vật, lập tức thanh kiếm thép cướp được của vật kỳ dị hình người kia xuất hiện trong tay Vương Lâm. Thần thức hắn tản khắp thanh kiếm cẩn thận quan sát. Thanh kiếm này nhìn như tầm thường nhưng thần thức của Vương Lâm ở mặt trên bị cản trở mạnh mẽ, phảng phất như có một cỗ lực lượng ẩn tàng ở trong, ngăn cản thần thức tra xét, nhất là những vết rỉ sét trên thân kiếm, lực cản càng mạnh. Vương Lâm thu hồi thần thức, mắt lộ vẻ trầm ngâm. Đây rốt cuộc là thanh kiếm gì? Nhìn những vết rỉ sét kia, Vương Lâm nhớ rõ năm xưa khi sứ giả Thác Sâm vừa cầm lấy thanh kiếm giống như thế này, biểu tình giống như là chiếm được chí bảo. Chẳng qua sứ giả Thác Sâm kia nhìn cũng không phải là thanh kiếm này mà là vết rỉ sét trên kiếm. Ánh mắt Vương Lâm thủy chung nhìn vào những vết rỉ sét kia. Hắn nâng tay trái lên sờ nhẹ vào bên trên một cái, đưa tay lên nhìn. Trên đầu ngón tay dính một chút rỉ sét màu đen sẫm đặt ở mũi người chỉ thấy một mùi tanh nhàn nhạt. Chẳng qua chỉ là rỉ sét tầm thường mà thôi. Vương Lâm nhíu mày hạ tay trái xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc tay trái hắn hạ xuống, lập tức khoảng không mà cánh tay này xẹt qua vang lên một tiếng suy, sau đó hiện một cái khe. Càng làm cho Vương Lâm ngẩn ra là những bụi hoa có nhiều cấm chế bên cạnh hắn vốn còn cách một khoảng, nhưng theo cánh tay trái vừa rồi hạ xuống gây nên, lập tức những cánh hoa kia tản ra từng luồng ánh sáng đỏ đậm, theo sau toàn bộ héo rũ xuống một cách quỷ dị, ngay cả cấm chế ở bên trên cũng im lặng sụp đổ. Hai mắt Vương Lâm bỗng lóe lên tinh quang, nhìn chằm chằm vào những cánh hoa đã tản kia, lại nhìn màu của rỉ sét trên tay trái. Vương Lâm lui ra sau vài bước, ngón tay dính màu sét chỉ về hướng một bụi hoa khác. Lập tức những cánh hoa đó nhanh chóng héo rũ, trở thành bùn đất, vết ố rỉ sét trên tay Vương Lâm theo đó cũng tiêu tan. Vương Lâm hít sâu một hơi nhìn chằm chằm vết rỉ sét trên thanh kiếm thép, ánh mắt lộ vẻ rung động. Hắn trầm ngâm một lát sau đó cắn răng, tâm thần khẽ động, trong nháy mắt con mắt thứ ba trên mi tâm mở ra. Vào khoảnh khắc Vương Lâm mở con mắt thứ ba, lập tức hồng quang ở bên trong lóe lên theo bay ra bao phủ phía trên thanh kiếm, lực bổn nguyên ẩn chứa bên trong. Theo ánh mắt Vương Lâm rơi thẳng lên vết rỉ sét kia, chỉ một cái nhìn này Vương Lâm ngay lập tức thấy được thanh kiếm trước mắt hắn dần dần trở nên trong suốt, nhưng những chỗ rỉ sét lại không chút biến hóa, thủy chung vẫn như cũ. Trong thanh kiếm như có một luồng khí vô hình chuyển động vờn quanh thanh kiếm, trong nháy mắt va chạm với lực bổn nguyên con mắt thứ ba của Vương Lâm, luồng khí vô hình kia không ngờ hơi ngừng lại, sau đó lao thẳng tới như muốn cắn nuốt lực bổn nguyên này. Vương Lâm quyết đoán chặt đứt thần thông, nhanh chóng thu hồi lực bổn nguyên, con mắt thứ ba khép kín. Luồng khí vô hình kia ngừng lại, chậm rãi rút về, tiếp tục chuyển động chậm rãi trong thanh kiếm. Vương Lâm trong lòng đầy mê hoặc, suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp. Hắn thầm than một tiếng, đang định thu hồi thanh kiếm, nhưng lập tức trong đầu hắn lóe linh quang, nhìn thanh kiếm ước lượng lớn nhỏ một chút, sau đó vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Hắn vỗ túi trữ vật, ngay lập tức có năm đạo tinh quang từ trong túi trữ vật bay ra, hóa thành năm cái vỏ kiếm ở trước người hắn. Năm vỏ kiếm này năm xưa Vương Lâm đạt được ở Chu Tước Tinh, vẫn không rõ tác dụng của nó. Chỉ có điều nếu có phi kiếm dung nhập vào trong vỏ kiếm, có thể khiến uy lực phi kiếm càng thêm dữ dội. Lúc này Vương Lâm lấy ra năm cái vỏ kiếm, tay phải hắn hư không nắm một cái, lập tức thanh kiếm dung nhập vào một cái vỏ kiếm, vỏ vỏ vừa khít không chút dư thừa. Chỉ là sau khi kiếm thép dung nhập vào vỏ kiếm, cũng không có chút biến hóa gì. Vương Lâm rút thanh kiếm ra, thử lại với bốn vỏ kiếm còn lại. Ngay trong khoảnh khắc thanh kiếm tra vào cái vỏ thứ ba, lập tức phù văn điều khắc trên vỏ kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt. Một cỗ khí tức đáng sợ lập tức theo thanh kiếm và bên trong vỏ kiếm điên cuồng truyền ra. Trong mắt Vương Lâm lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng, tay cầm vỏ kiếm thầm hít sâu một hơi, sau đó chậm chạp rút thanh kiếm ra. Ngay tại khoảnh khắc thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, cỗ khí tức đáng sợ bên trong lập tức lại dâng lên, phảng phất như có một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng bị phong ấn bên trong. Nếu rút kiếm ra như vậy, cỗ lực lượng này sẽ phóng lên cao. Cỗ lực lượng này Vương Lâm từng cảm nhận ở trên pháp bảo của một người, chủ nhân của pháp bảo kia cũng trở thành vương hồn, chính là Huyền Bảo Thượng Nhân, mà pháp bảo kia chính là Thử Không Niết Tiễn. Thử Không Niết. Hai mắt Vương Lâm lóe lên tia sáng kỳ dị, không rút thanh kiếm ra mà lại đút sâu vào vỏ kiếm. Hắn mang theo một tia hưng phấn thu hồi pháp bảo, bay nhanh về phía trước. Thân hình Vương Lâm giống như một tia chớp từ đường nhỏ thẳng đến phía trước, trong nháy mắt đã đến gần một lầu các. Lầu các này không lớn, chỉ có hai tầng, nhìn qua rất bình thường,
nhưng trong bản đồ, Ngọc Giản lại ghi chép lầu các này có một nơi là mắt cầm chế, phải mở ra toàn bộ mới có cơ hội bước vào màn sương đen kia. Vương Lâm cẩn thận quan sát lầu các này, ánh mắt trượt lớ, hắn đã nhìn ra cấm chế lầu các này đã sớm bị người ta phá vỡ. Từ cấm chế này xem ra đã bị phá vỡ không lâu, Vương Lâm lộ ra vẻ cẩn thận, rất hiển nhiên người hiểu được mấu chốt cấm chế nơi đây không phải chỉ có một mình hắn. Lúc trước Táng Tiên chỉ sụp đổ, tất cả mọi người bị phân tán, tất nhiên sẽ xuất hiện người phá vỡ cấm chế đầu tiên, chỉ là không biết rốt cuộc có những ai đi ra. Vương Lâm nhìn xung quanh, tầng thứ nhất động phủ tiên đế này cũng không lớn, thần thức đảo qua có thể thấy toàn bộ, những trừ khi là người đầu tiên, nếu không không ai dám tản thần thức dưới nhiều cấm chế như vậy, cho dù là thiên vận từ cũng sẽ băn khoăn rất lớn, nếu không phải lúc vạn bất đắc dĩ thì cũng không dễ dàng tản thần thức ra. Trầm ngâm một lát, thân hình Vương Lâm nhoáng một cái đã tránh qua lầu các này, hắn bước đi trên mộ tê máng cỏ, hai mắt lóe ra vẻ suy tư, thân hình không chút ngừng lại đi thẳng về phía trước. Cấm chế phía trên máng cỏ có được giới thiệu trong bản đồ Ngọc Giản của Vương Lâm. Giờ phút này Vương Lâm đạp ở bên trên đi qua từng cấm chế nhưng không có bất kỳ cấm chế nào mở ra. Tốc độ hắn tăng lên trong nháy mắt vượt qua máng cỏ. Cũng ở trong tầng thứ nhất này, ở bên ngoài một đỉnh tại góc hướng đông bắc, có một người đàn ông mặc đồ đen, mi tâm ẩn tàng một dấu ấn rồng đen. Hắn đang nhìn chằm chằm về phía đỉnh tạ kia, ánh mắt lộ vẻ lạnh lẽo. Ở phía trước hắn, phía bên kia đỉnh tạ cũng có một người đang đứng, người này chính là một phụ nữ thôn cô. Nàng cách đỉnh tạ nhìn chằm chằm người đàn ông mặc đồ đen, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Hai người đều là tu sĩ đại thần thông giao thoa lập tức giống như gió cuốn mây tan. Một trận âm thanh ầm ầm vang lên nhưng không tràn ra xa, chỉ vang vọng trong khoảng trăm trượng. Hai người đều tính toán như nhau, quyết không thể làm ra tiếng động quá lớn khiến cho người khác chú ý, mà đánh nhanh thắng nhanh hạn chế chấn động. Ngươi không đi màn sương đen lượn lờ ở cung điện trung tâm, vì sao muốn cướp đoạt nơi đây với ta? Thôn cô xinh đẹp hai tay bấm pháp quyết, ngay lập tức liền có ánh sáng năm màu tràn ra ngoài thân thể, hóa thành năm mũi kiếm nhọn chém ngang phía trước. Người đàn ông đồ đen lại vung tay áo, lập tức xuất hiện một thanh phi kiếm tản ra khí màu đen, thanh kiếm vờn quanh trước người giây lát rồi lao thẳng đến phía trước và chạm năm thanh kiếm nhọn kia, phát ra từng tiếng động trong trèo. Nói nhảm, người vì sao không đi nơi đó? Nơi đây tuy là đỉnh tạ nhưng bên trong có một truyền tống trận, xem bộ dáng này chắc là phải liên tiếp với một không gian chữ vật, điều này ngươi biết rõ trong lòng cần chi phải giấu giếm. Thôn cô xinh đẹp vẻ mặt như thường nhưng hai mắt chợt lóe hàn quang, đối phương nói đúng vậy, nàng lúc trước nhìn thấy đỉnh tạ này cũng phát hiện như vậy cho nên mới có tranh đoạt, hiện giờ pháp bảo hai người giằng co, tiếng va chạm trong trẻo kia càng thêm vang dội, mơ hồ truyền ra bốn phía. Thôn cô xinh đẹp ánh mắt chợt lóe, lập tức nói, hai chúng ta tu vi tương đương, sợ là không phân được thắng bại thì đã bị người phát hiện, không bằng cùng đi vào truyền tống trận, vật bên trong mỗi người một nữa. Người áo đen nhìn thôn nữa xinh đẹp một cái hơi gật đầu, hai người không nói lời thừa, đồng thời thu hồi pháp bảo định cùng bước vào trong đỉnh tạ kia. Ngay khoảnh khắc hai người bước vào, lập tức cùng nhìn về một phía xa, chỉ thấy trong đám lầu các san sát này có một người đi ra, đúng là Vương Lâm. Vương Lâm liếc mắt một cái liền thấy được hai người trong đỉnh tạ, ánh mắt ngưng động, bước chân chậm rãi ngừng lại. Nhìn thấy Vương Lâm, trên mặt người đàn ông đồ đen lộ ra một nụ cười cổ quái, trái lại thôn cô xinh đẹp lộ ra vẻ kỳ dị, đảo qua trên người Vương Lâm, trong lòng chấn động, tu vi của hắn càng thêm quỷ dị. Lúc đầu mà nói nhìn thấy hắn tuy có thực lực tịnh niết nhưng tu vi thoạt nhìn chỉ là khuy niết mà thôi, tức là lúc trước không quá khuy niết trung kỳ, nhưng hiện tại không ngờ đạt tới khuy niết đại viên mãn. Người này rốt cuộc là giấu tu vi chân thực hay gần nhất có đột phát? Vương Lâm cẩn thận liếc mắt nhìn hai người này, hắn tự nhiên nhận ra bí ẩn trong đỉnh tạ này. Trên thực tế trong bản đồ Ngọc Giản cũng có giới thiệu về đỉnh tạ này, truyền tống trận nơi đây đi thông qua một không gian chữ vật HO nữa, cho dù không có bản đồ Ngọc Giản Vương Lâm cũng chỉ nhìn một cái là phát hiện ra truyền tống trận trong đỉnh tạ kia. Vương đạo hưu cũng đến đây, như thế ba người chúng ta cùng tiến vào, đồ vật lấy được chia ba phần, thế nào? Thôn cô xinh đẹp kia hơi trầm ngâm nhìn Vương Lâm nói. Vương Lâm đưa mắt nhìn nhưng xa quá không thấy gì, bởi vì trong động phủ tiên đế này có rất nhiều cấm chế tổ hợp với nhau liền hình thành trở ngại, cũng có vô số thế giới, cho dù là khoảng cách rất gần nếu ở trong hai cấm chế thì cũng không thể phát hiện đối phương, thậm chí ngay cả tầm mắt cũng bị cản trở. Vừa nhìn qua chỉ thấy trong động phủ một mảnh yên tĩnh, nhưng đây chỉ là mặt ngoài, nếu phá vỡ tất cả cấm chế nơi này ngay lập tức sẽ phát hiện ở phía xa có một khu rừng trúc. Giờ phút trong rừng trúc màn sương hồng ngập trời, tiếng rít gào phẫn nộ đúng là từ trong sương mù truyền ra, long trời lở đất. Vẻ mặt Vương Lâm lập tức biến đổi, ánh mắt hắn nhìn qua rừng trúc phía xa kia không chút biến hóa, nhưng hắn cũng hiểu được trong rừng trúc này chỉ sợ cấm chế đã bị mạnh mẽ phá vỡ, thời gian vây khốn vật kỳ dị hình người kia đã vượt quá hắn đoán trước. Vương Lâm không trả lời thôn cô xinh đẹp, thân hình hắn nhóng một cái nhanh chóng đến chỗ cung điện trong tâm ngập tràn màn sương đen phía trước mặt. Con đường phía trước hắn thấy những mắt cấm chế toàn bộ đều bị người ta mở ra, rất hiển nhiên đã có người đi trước một bước từ nơi này đến tầng 2.
Đi tới đỉnh tạ này cũng bởi vì đây là một con đường ít cấm chế nhất trong những con đường đi vào cung điện màn xương đen kia. Người áo đen kia thấy Vương Lâm nghe được tiếng giống giận dữ truyền tới liền chạy trối chết về phía trước. Vẻ mặt hắn khẽ động, không chút do dự bỏ qua truyền tống trận định tạ này chạy thẳng theo Vương Lâm. Chỉ có thôn cô xinh đẹp có chút do dự, nhưng trong khoảnh khắc nàng do dự, tiếng rít gào giống giận càng ngày càng gần, dường như đang điên cuồng tiến sát về nơi này. Giờ phút này nếu bỏ đi cấm chế nơi này hình thành từng thế giới ngăn cách, dùng con mắt bình thường từ trên nhìn xuống có thể thấy được vật kỳ dị hình người kia đang lao rất nhanh về phía Vương Lâm. Trên đường nó mở ra vô số cấm chế, cấm chế lóe lên liền có vô số công kích tràn ra, lại có một chút cấm chế lập tức truyền tống nó đi nơi khác. Nhưng không được mấy giây, hắn lập tức từ trong cấm chế chủ tống phá vỡ đi ra, lại đi thẳng đến phía trước. Nó giống như đang học cấm chế này vậy, tốc độ phá vỡ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng gần như nó đi thẳng thành một đường lao về phía trước. Tốc độ Vương Lâm như sao băng phóng thẳng đến phía trước như chớp lóe. Một đường hắn đi qua vô số cấm chế, dựa theo giới thiệu của bản đồ ngọc giản phi nhanh tới chỗ màn xương đen ở động phủ tầng thứ nhất. Ở phía sau Vương Lâm, người đàn ông mặc đồ đen tốc độ không chậm chút nào, mắt nhìn chăm chăm vào bước chân Vương Lâm, gần như bước như đúc theo sát Vương Lâm. Ở phía sau là nàng thôn cô xinh đẹp kia, nàng là tu sĩ đại thần thông, rất nhanh liền có lựa chọn. Mắt thấy Vương Lâm và người áo đen đều gấp gáp rời khỏi như thế, nàng cắn răng vội vàng đuổi theo. Chỉ có điều người thôn cô xinh đẹp này tuy có hiểu biết về cấm chế nhưng hiển nhiên không bằng, hơn nữa lại đi phía sau nên rất nhanh bị một số cấm chế ngăn trở. Tiếng giống giận từ xa truyền tới ngày càng gần, lại vang lên từng hồi tiếng động bang bang, hiển nhiên là từng cấm chế không ngừng bị phá. Tốc độ của Vương Lâm càng tăng, đặt chân xuống bên ngoài một khu lầu các ở phía trước, cả người lập tức bay lên. Khi hắn ở không trung, lầu các kia lóe ra ánh sáng cấm chế tràn ngập bốn phía như muốn ngăn cản bước chân hắn. Hai mắt Vương Lâm trượt lóe lên, người đang ở không trung dùng tốc độ không thể tin nổi hướng về bên cạnh đạp ra 7 bước. Sau 7 bước này, thân thể hắn dĩ nhiên chìm vào trong cấm chế của lầu các, sau gió nhoáng một cái từ trong xuyên thấu ra. Ở phía sau hắn, người áo đen gần như theo sát, bước lên những chỗ hắn đi qua không ngờ cũng theo sau đến. Về phần thôn cô xinh đẹp kia, sau khi phá vỡ cấm chế đi tới phía ngoài lầu các này thì cũng chỉ trơ mắt nhìn Vương Lâm và người áo đen kia rời đi xa xa. Cấm chế trước mắt này nàng cũng không thể phá trong thời gian ngắn. Đúng lúc này tiếng giống giận kinh trời phía sau nàng điên cuồng truyền vào trong tai. Cùng lúc đó, những cấm chế phía sau nàng ầm một tiếng sụp đổ hoàn toàn. Một bóng hình màu đỏ thẫm lao ra, thôn cô xinh đẹp như ngừng thở. Vật hình người trước mắt này, cuộc đời nàng trước đây chưa từng gặp, nhưng lại có một cỗ nguy cơ mãnh liệt lập tức tràn ngập toàn thân. Vật hình người kia lúc này hai mắt lạnh như băng lóe ra vẻ phẫn nộ, rít gào xông thẳng đến thôn cô xinh đẹp, tay phải nó lại nâng lên, co lại thành chảo mắt thấy sẽ chụp tới. Nhưng ngay khoảnh khắc này, một tiếng quát khẽ bỗng nhiên vang lên, nghiệt xúc làm càn. Theo tiếng quát truyền đến, lập tức liền có một đạo gợn sóng bỗng xuất hiện trước người thôn cô xinh đẹp, chấn động ra bốn phía. Lập tức thôn cô xinh đẹp kia vội vàng lùi về sau, vật hình người kia cũng không ngừng lại, bị sóng gợn tấn công. Một bóng người màu xanh cách đó không xa bước đến gần. Người này già nua, nhưng hai mắt ẩn chứa tinh quang, chính là Hư Không Tử. Hư Không Tử giờ phút này trong lòng cũng cực kỳ khiếp sợ. Hắn đã sớm đi ra khỏi cấm chế do chấn động lúc trước táng tiên chỉ sụp đổ gây nên. Hắn đã đi vòng quanh tầng thứ nhất động phủ tiên đế hồi lâu, cũng có nhiều thu hoạch. Nhưng ngay vừa rồi, tiếng rít gào giống giận kia cũng khiến cho tâm thần hắn không khỉ chấn động. Hắn dựa theo thanh âm tìm tới thấy cảnh thôn cô xinh đẹp kia gặp nguy hiểm. Hắn cùng với thế lực của thôn cô xinh đẹp có chút quan hệ, không thể thấy chết mà không cứu. Lúc này sau khi hắn thi triển thần thông hơi chút cản trở lại, thân hình nhoáng lên trực tiếp đi tới bên cạnh thôn cô xinh đẹp. Tay áo hắn quét ngang cuốn người phụ nữ xinh đẹp lên không, dùng tu vi mạnh mẽ trực tiếp nhảy vào cấm chế lầu các. Cấm chế trên lầu các kia nhanh chóng lóe lên hào quang, nhưng trong chớp mắt bị chấn động do Hư Không Tử gây nên âm ầm sụp đổ. Hư Không Tử quốc thôn cô xinh đẹp đi thẳng đến phía trước, vật hình người kia nhìn chằm chằm vào Hư Không Tử, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng lập tức đuổi theo Vương Lâm một đường bay nhanh, liên tục qua lại không ngớt trong mấy cái cấm chế, không chút nào đụng chạm khởi động cấm chế. Hắn trực tiếp xuyên qua rất nhanh liền đi tới gần khu vực màn xương đen trung tâm nơi này. Màn xương đen này rất là quỷ dị, sau khi Vương Lâm tới gần lập tức cảm nhận được ở trên đó một cỗ ma khí nồng đậm. Nhưng lúc này tiếng rít gào phía sau không ngừng tới gần khiến cho Vương Lâm không có nhiều thời gian do dự. Hắn không chút nghĩ ngợi bước vào trong màn xương đen kia. Ở phía sau hắn, người áo đen kia hai con mắt rụt lại, cũng không chút do dự nhảy vào theo sát Vương Lâm. Nơi đây ma khí nồng đậm, Vương đạo hữu chính là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Người áo đen kia đi sau Vương Lâm giữ một khoảng cách nhất định, trong màn xương đen chậm rãi nói. Mặt khác, Vương đạo hữu có thể giải thích một chút về vật không ngừng đuổi theo phía sau hay không? Đó là con thú trong táng tiên trì. Vương Lâm nói nhanh một câu, thân hình như điện sau khi nhảy vào màn xương đen này chạy thẳng đến đại điện sương mù lượn lờ phía trước. Cung điện này cực kỳ khổng lồ, hơn xa hết thảy lầu các. Từ ngoài nhìn vào, cung điện tràn ngập uy áp,
dưới màn sương mù lại lỗ vẻ âm trầm quỷ dị, phảng phất như có một con thứ dữ nằm sấp trên mặt đất, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tu sĩ bé nhỏ dưới chân, đứng ở bên dưới đại điện, ngẩng đầu nhìn lên cung điện này to lớn gần như có thể che trời. Giờ phút này cửa lớn cung điện bị mở ra một khe, tuy khe hở không lớn nhưng có thể có 10 người xông qua, tốc độ Vương Lâm như điện quang, sau khi tới gần trực tiếp nhảy vào bên trong cánh cửa lớn, nhảy vào đại điện tầng thứ nhất động phủ tiên đế. Vừa vào đại điện, thân hình Vương Lâm bỗng ngay ra, trong đại điện này có hai pho tượng thật lớn, tay đềm bấm ấn ký, giống như hư không điểm về phía trước, hai mắt căm tức. Trên thân hai pho tượng này truyền ra một cỗ uy áp nồng đậm, phảng phất như uy lực thiên địa tràn ngập khiến cho hết thảy những người nhìn đến tâm thần đều bị chấn động. Nhìn pho tượng này, Vương Lâm hít sâu một hơi, lập tức khôi phục lại. Hắn lúc trước đã từng trải qua cùng loại cảnh tượng, lúc này mặc dù cũng bị kinh sợ nhưng ảnh hưởng không lớn. Ánh mắt Vương Lâm nhanh chóng nhìn khắp nơi xa trong cung điện nhưng không có phát hiện bất kỳ lối vào thông lên tầng thứ hai. Lúc này người áo đen cũng bước vào trong đại điện. Lúc nhìn thấy hai pho tượng thật lớn kia, thân thể hắn bỗng cứng đờ, dấu ấn rồng đen trên mi tâm chớp mắt biến ảo ra. Còn người hai mắt Vương Lâm co rụt mạnh, gắt gao nhìn dấu ấn trên mi tâm người áo đen kia, nhưng nháy mắt hắn liền thu hồi ánh mắt, vẻ mặt không chút biến hóa. Người áo đen kia chỉ giấy lát liền không phục như bình thường, nhưng khoảnh khắc hắn khôi phục lại, vẻ mặt lập tức âm trầm. Hắn liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, phát hiện Vương Lâm cũng không nhìn về phía mình, không khỏi nhíu mày. Hắn biết vừa rồi bí ẩn của mình vừa lóe ra một lúc, nhưng không xác định được Vương Lâm có chú ý tới hay không. Đúng lúc này trong đại điện truyền đến tiếng động âm ầm, hiển nhiên là cấm chế nơi này bị người ta mạnh mẽ phá vỡ. Chỉ thấy hư không tử cuốn thôn cô xinh đẹp kia bỗng nhiên xuất hiện trong đại điện. Trong khoảnh khắc bước vào trong, cho dù là hư không tử cũng bị chấn động bởi hai pho tượng kia, chỉ có điều hắn rất nhanh liền khôi phục lại. Nếu không cẩn thận quan sát thì không chút nào phát hiện ra giây phút hư không tử sững sờ. Về phần thôn cô xinh đẹp bên cạnh hư không tử, hai mắt lộ ra mênh man nhưng dưới sự trợ giúp của hư không tử cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. Hư không tử liếc mắt một cái liền thấy được Vương Lâm, sát khí chợt lóe lên trong mắt. Hắn đang định bước tới phía trước thì ngoài đại điện lập tức vang lên tiếng rít gào giống giận, càng ngày càng gần. Thôn cô xinh đẹp kia sắc mặt tái nhợt, sau khi nhìn thấy Vương Lâm lập tức trách mắng: "Vương Lâm, ngươi rốt cuộc trêu chọc cái gì, dẫn tới vật hình người kia đổi đến cùng như vậy?" Trải qua nguy cơ vừa rồi, thôn cô xinh đẹp này dĩ nhiên là mặt mày tái nhợt, không xưng hộ đạo hữu mà kêu thẳng tên. Vương Lâm đã tìm một vòng đại điện này tuy không phát hiện ra lối vào tầng 2 nhưng ánh mắt lại rơi vào hai pho tượng kia cũng có phỏng đoán. Giờ phút này hắn nghe được lời thôn cô xinh đẹp kia, ánh mắt chợt lóe bình tĩnh nói: "Các hạ làm sao biết được vật hình người kia chính là đời theo Vương Mỗ tới?" Khi nói chuyện, vẻ mặt Vương Lâm không chút thay đổi hướng về pho tượng kia lui vài bước, xem bộ dáng hắn giống như sợ thôn cô xinh đẹp đột nhiên ra tay, theo bản năng lui ra sau kéo giãn khoảng cách. "Nếu không phải bởi vì ngươi mà đến, vì sao lúc nãy ngươi vừa nghe tiếng giống của vật hình người kia liền lập tức đi thẳng đến đây?" Thôn cô xinh đẹp tức giận nói: "Vật hình người kia là thú trong Táng Tiên Trì, Vương Mỗ tù trong cấm chế đi ra liền gặp nó, đánh một trận không thắng được tự nhiên phải chạy trốn, hay là sau khi nghe tiếng thét của nó chờ nó tới giết hay sao?" Vương Lâm nói xong thân hình lại lùi ra sau vài bước, dĩ nhiên tới rất gần pho tượng, tay phải hắn đặt lên túi chữ vật, mắt không nhìn thôn cô xinh đẹp mà chìm chằm chằm hư không tử. Tu vi hư không tử đối với Vương Lâm mà nói có quá nhiều áp lực, mặc dù lúc này hắn đã đạt đến khuy nhất đỉnh phong, phối hợp với thân thể cổ thần cũng không phải là đối thủ của hư không tử, dù sao hư không tử này cũng là tu sĩ toái niết. Thôn cô xinh đẹp kia hừ lạnh đang định nói, đột nhiên hư không tử bình thản cắt ngang, nhấc chân đi về hướng Vương Lâm chậm rãi nói: "Tiểu bối, đúng hay sai ngươi không cần giải thích, lão phu cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi ra ngoài dẫn dắt vật kia đi." Một câu giống như bình thản này của hư không tử nhưng lại ẩn chứa thần thông. Trong lời nói ra, theo bước chân về phía trước lập tức tạo thành sóng gợn. Sóng gợn này cũng không phải một đạo mà là mấy đạo sóng gợn vô hình bỗng nhiên xuất hiện giữa hắn và Vương Lâm. Trong nháy mắt, mắt phải Vương Lâm chợt lóe ánh xanh, lập tức thanh quang thuẫn biến ảo ra. Trong khoảng khắc chấn động tràn ngập, trước khiến chắc phía trước mặt hắn chỉ nghe một tiếng nổ vang lên long trời lở đất. Chiếc thanh quang thuẫn kia không có bất kỳ lực cản nào đối với đợt sóng gợn đầu tiên, sóng gợn ầm ầm lao tới trực tiếp va chạm vào ngực Vương Lâm. Một hồi tiếng rắc rắc vang lên, Vương Lâm phun ra một vòi máu tươi, thân mình giống như diều đứt dây tung ra phía sau. Trong cơ thể hắn, theo thanh quang thuẫn bị cuốc ngược lại có một sóng gợn nhanh chóng chui vào trong. Sóng gợn này tràn ngập, hống hách, điên cuồng xé rách kinh mạnh trong cơ thể Vương Lâm. Nó lại hóa thành một cỗ chấn động không thể tưởng tượng được, thế như trẻ tre một đường sông tới muốn hủy diệt xương thịt Vương Lâm. Tất cả mọi chuyện xảy ra gần như nháy mắt liền hoàn thành, nhanh tới mức cho dù là thôn cô xinh đẹp cũng ngẩn cả người. Người áo đen kia đồng tử càng co rụt lại. Vào khoảnh khắc thân hình Vương Lâm bị hung hăng quang ra, hư không tử khẽ a một tiếng, một đòn vừa rồi của hắn tuy không toàn lực nhưng giết một tu sĩ khuyên nhất cũng dễ như trở bàn tay. Vốn hắn nghĩ rằng dưới một đòn này, Chu Tức Tử chưa thành Chu Tức Thánh Hoàng này nhất định thân thể tan nát mà chết. Nhưng hư không tử rất kinh ngạc là thân thể Vương Lâm này chẳng những không tan nát,
càng không lập tức chế đi. Chiếc khiên nhỏ ánh xanh đột nhiên xuất hiện gần như triệt tiêu bay phần lực lượng của hắn. Cho dù là như vậy thì ba thành còn lại cũng đủ để giết chết Vương Lâm. Nhưng điều khiến hắn giật mình là ba thành lực này rơi vào người Vương Lâm không ngừng chỉ khiến hắn phun máu tươi trọng thương mà không chết. Vương Lâm đang giữa không trung, sóng gợn trong cơ thể phá lung tung cuối cùng đi thẳng đến nguyên thần. Một tiếng ầm vang lên trong cơ thể, nguyên thần Vương Lâm mặc dù có cổ thần bảo vệ nhưng dưới chấn động này vẫn hơi chút mở đi. Một vòi máu tươi từ trong miệng đi ra, thân hình hắn bị ném mạnh về phía sau. Từng cơn đau nhức trong cơ thể truyền tới, chứng tỏ mặc dù hắn có thân thể cổ thần lúc này cũng bị thương nặng. Nhưng từ hai mắt Vương Lâm vẫn thủy chung bình tĩnh nhìn chằm chằm hư không tử, thân thể bị quăng ra, rơi vào trung tâm đôi mắt giận dữ của hai pho tương trong đại điện. Vẻ mặt Vương Lâm bình tĩnh như trước, mơ hồ lộ ra một tia trào phúng. Hắn tự biết không phải là đối thủ của hư không tử, người này lúc trước ở ngoài táng tiên trì. Vương Lâm liền cảm giác được hắn có ý đồ không tốt với mình. Sau khi liên hệ với Chu Tức thức tỉnh mình, Vương Lâm trong lòng đã tám phần người này có ý giết mình. Lúc này trong đại điện, tiếp xúc gần gũi với đối phương như thế, hư không tử này tất nhiên lộ ra sát khí. May mà hắn đã mơ hồ tìm được lối vào tầng thứ hai, vì vậy dứt khoát mượn lực tấn công của đối phương, đánh tung thân thể đến vị trí này. Ngoài ra trong lòng hắn, trong thời gian ngắn đã đạt một sát cục, mục tiêu chính là hư không tử này. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu hư không tử này không ra tay, sát cục này tự nhiên không mở ra. Chỉ khi nào đối phương ra tay, như vậy Vương Lâm cũng tuyệt không khoanh tay chịu chết. Cho dù trong sát cục này giết không được người cũng để lại một ký ức khó quên nổi với ngươi. Lúc này hai tay Vương Lâm bấm pháp quyết ấn quyết, hai tay hắn giống như ấn quyết hai pho tượng kia. Trong nháy mắt dấu ấn được hình thành, lập tức hai mắt cam tức của hai pho tượng này ánh lên ánh sáng màu tím. Hai luồng ánh sáng màu tím lao ra vây quanh thân Vương Lâm, ngay lập tức hình thành một cơn lốc xoáy khiến cho thân thể Vương Lâm lao thẳng đến lốc xoáy. Nhưng hư không tử tu đạo nhiều năm như vậy, ánh mắt tự nhiên biết. Sau khi Vương Lâm bị tung ra, hắn đã biết được vị trí này không bình thường, không chút do dự tái đánh thêm một thần thông. Thần thông biến thành cơn bão cắt gào thét thẳng đến Vương Lâm trong lốc xoáy. Nếu dựa theo tốc độ xoáy kia, sợ là không đợi toàn thân Vương Lâm hoàn toàn dung nhập lốc xoáy liền bị đụng tới sụp đổ mà chết. Thân hình hư không tử khẽ lay động một cái, lao thẳng đến Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm trượt lóe hàn quang, trong khoảnh khắc gió lốc tiến đến, con mắt thứ ba trên mi tâm hắn bỗng mở ra. Con mắt thứ ba ở mi tâm này là một trong những thần thông mạnh nhất của hắn, tuyệt đối không dễ dàng sử dụng, nhưng lúc này khi hư không tử tới gần hắn, trong thời khắc nguy cơ sống chết, Vương Lâm không chút do dự mở ra. Hư không tử, mắt Vương Lâm tràn ngập sát khí, gầm nhẹ một tiếng. Lập tức trong con mắt thứ ba ở mi tâm có một luồng ánh sáng đỏ điên cuồng lao ra thành hình quạt tràn ra phía trước. Khoảnh khắc Vương Lâm mở con mắt thứ ba, khuôn mặt thủy chung âm trầm của hư không tử lần đầu có biến hóa. Đây tuyệt đối không phải là biến hóa nho nhỏ, mà như là biến đổi ngập trời. Bản nguyên, ánh mắt hư không tử lộ vẻ khó tin, nhưng ngay lập tức lại nổi lên một cỗ cuồng nhiệt. Giờ phút này cái gì Chu Tước Thánh Tông, cái gì Tu Chân Liên Minh đều bị hư không tử gạt sang một bên. Trong mắt hắn chính là bản nguyên lực tản ra từ con mắt thứ ba ở mi tâm Vương Lâm. Không chỉ hắn, ngay cả người áo đen có dấu ấn rồng đen vẻ mặt cũng biến đổi mạnh. Hai mắt nhìn chằm chằm Vương Lâm lộ ra ánh sáng khó tin. Duy chỉ có thôn cô xinh đẹp kia vẻ mặt lộ vẻ kỳ dị nhưng không có tham lam cuồng nhiệt mà nhíu mày nhìn chằm chằm Vương Lâm. Lực lượng bổn nguyên ở trong ánh sáng đỏ tràn ngập, ánh đỏ gào thét mà ra nháy mắt liền va chạm với bão cát màu vàng kia. Không có tiếng động nào vang lên, thần thông bão cát có tu vi toái niết trong nháy mắt chấn động, nhanh chóng tiêu tan. Mi tâm Vương Lâm đau nhói, lực bổn nguyên của hắn vốn không nhiều giờ phút này nhanh chóng triệt tiêu cùng với cơn bão cát bụi. Nhưng Vương Lâm không thu hồi LUC lượng con mắt thứ ba, hai mắt lóe sát khí, tâm thần khẽ động, lực lượng của con mắt thứ ba lại càng điên cuồng tuôn ra. Đối với những người muốn tìm kiếm bước tu đạo thứ ba, sự quan trọng là của lực bổn nguyên. Vương Lâm biết rõ trong lòng, hắn không tin hư không tử kia không rơi vào bẫy. Lập tức ánh hồng hình quạt ba trượng kia nháy mắt tăng mạnh, chớp mắt liền khuếch tán ra mấy lần. Cơn bão cát bụi kia lập tức sụp đổ hóa thành vô số nguyên lực tràn ngập bốn phía. Không còn cơn bão cát bụi, ánh đỏ ẩn chứa lực bổn nguyên lập tức lao thẳng đến hư không tử. Vẻ mặt hư không tử đột nhiên biến đổi, nhưng vẻ tham lam càng đậm trong mắt. Hắn vốn định tránh đi nhưng cơ hội tự mình cảm thụ lực bổn nguyên vạn năm khó gặp này, hắn không cam lòng bỏ đi như vậy. Chỉ hơi chút do dự, ánh đỏ từ mi tâm Vương Lâm trong nháy mắt bao phủ, lực bổn nguyên lại tràn ngập xung quanh thân thể hư không tử. Trong nháy mắt, thân thể hư không tử phảng phất như bị lột từng tầng một, có một loại cảm giác nửa trong suốt. Bổn nguyên, hai mắt hư không tử lộ ra tham lam nồng đậm, điên cuồng khai triển thần thức tỉ mỉ quan sát bốn phía. Lúc này hắn căn bản không để ý đang là lúc đấu phép, chắc là Vương Lâm trong mắt hắn nhỏ bé không đáng kể. Bổn nguyên này hắn tin tưởng có thể suy xét thấu triệt, một lúc xem xét có thể hiểu ra. Trái tim già nua của hư không tử lúc này cũng giống như trắng niên thình thịch tăng tốc, trên mặt lộ vẻ kích động. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình nguyên chỉ vì diệt trừ một mầm tai vạ sau này nhưng không ngờ lại đụng tới bổn nguyên trở thành tu sĩ bước thứ ba trong truyền thuyết.
Thân hình Vương Lâm lúc này theo lốc xoáy màu tím xung quanh xoay trong dần dần chìm vào trong, nhưng trong mắt hắn sát khí tăng mạnh, sát cục của hắn đã hoàn toàn bố trí, hư không tử dĩ nhiên tiến vào trong cục, lúc này phải làm chính là ra tay. Vương Lâm bộ túi chữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một vỏ kiếm, trong vỏ kiếm này có cắm một thanh kiếm thép, mắt hắn lóe lên hàn quang, tay phải bỗng nhiên nắm vào chuôi kiếm. Trong khoảnh khắc tay phải Vương Lâm nắm hẳn vào chuôi kiếm, sát khí hàn quang trong mắt toàn bộ thu lại cho đến khi hoàn toàn biến mất, nhìn qua không thấy bất kỳ linh hoạt, sắc bén gì mà như bằng phẳng như một mạch nước trong. Phảng phất sát khí tràn ngập của hắn đối với hư không tử trong nháy mắt này toàn bộ bị thanh kiếm trong tay hấp thu, không còn chút nào. Nhưng ánh mắt không chút sát khí này so với tràn ngập sát khí còn đáng sợ hơn vô số lần. Vương Lâm mơ hồ có loại cảm giác, linh hồn trong thanh kiếm này và lúc này linh hồn trong thanh kiếm giống như sắp thức tỉnh khi đang ngủ say. Một khi thức tỉnh như vậy sẽ phát ra uy lực hủy thiên địa. Thôn cô xinh đẹp kia thủy chung nhìn chằm chằm Vương Lâm. Vào lúc Vương Lâm lấy ra vỏ kiếm, nàng hơi nhíu mày, hiển nhiên không biết vật ấy. Chỉ có điều khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Vương Lâm, thôn cô xinh đẹp này hai mắt trợn trừng lộ ra một tia hoảng sợ khó tin, nổi lên một tia hồi ức. Còn có người áo đen ánh mắt cũng nhìn vào vỏ kiếm trong tay Vương Lâm, con người hai mắt co rụt mạnh. Vương Lâm hai mắt bình tĩnh, cầm chuôi kiếm hướng ra phía sau kéo mạnh. Theo thanh kiếm rời khỏi vỏ, lập tức có một cỗ uy áp đáng sợ không có cách nào hình dung từ trong vỏ kiếm điên cuồng lao ra. Khí tức này mạnh mẽ vào thời khắc xuất hiện, ngay lập tức cả đại điện vang lên từng hồi tiếng động rác rác, phảng phất như muốn sụp đổ. Về phần hai pho tượng thật lớn bên cạnh Vương Lâm, trong chốc lát xuất hiện vô số vết rạn nứt, dường như sắp tan rã. Chỉ giây lát, thanh kiếm thép đã hoàn toàn ra khỏi vỏ. Vương Lâm không chút do dự giơ thanh kiếm trực tiếp ngắm thẳng về hướng hư không tử đang đắm chìm muốn hiểu rõ nguyên lực bổn nguyên, hung hăng chém xuống. Hư không tử trong lòng vốn không coi Vương Lâm ra gì, xem Vương Lâm này chẳng qua chỉ là một con kiến. Giờ phút này thần thức hắn đang rất nhanh phân tích lực bổn nguyên xung quanh, ý đồ tìm cách hiểu được bí ẩn làm sao sinh ra bổn nguyên. Hắn có một loại trực giác, nếu mình có thể tìm ra đáp án này vậy chẳng khác nào tìm được con đường chính xác bước vào bước thứ ba. Càng nghĩ như vậy, hắn lại càng rung động, thậm chí hắn có nghe rõ tiếng tim đập của mình. Nhưng ngay trong lúc hắn đang tra xét, mắt thấy dường như sắp sửa đến một tia rõ ràng thì lập tức toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, một cỗ cảm giác nguy cơ sống chết trong khoảnh khắc tràn ngập toàn thân. Loại nguy cơ sống chết này không yếu hơn chấn động lúc trước ở Táng Tiên Trì sụp đổ chút nào, thậm chí còn mạnh hơn mấy lần, lại có loại khí tức quen thuộc với hư không tử. Còn người hai mắt hắn co rụt lại nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Vương Lâm phía trước, pháp bảo thứ không niết. Thanh kiếm này chém một nhát tuy không rời khỏi tay Vương Lâm, nhưng trong khoảnh khắc giữa Vương Lâm và hư không tử xuất hiện một bóng kiếm lớn tỏa ra ánh bạc vạn trượng. Thanh kiếm lớn hoàn hảo hình thành từ ánh sáng bạc, phát ra những tia sáng nhức mắt. Sau khi xuất hiện, thanh kiếm nhanh chóng chém xuống hư không tử. Hư không tử như ngừng thở, hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ nồng đậm. Hắn căn bản không kịp né tránh. Vương Lâm nắm bắt thời cơ cực kỳ xảo quyệt, đúng là mấu chốt của sát cục này. Thanh kiếm lớn màu bạc kia tốc độ quá nhanh, xa xa vượt qua tốc độ của tu sĩ toái niết có thể thi triển. Chỉ thấy ánh bạc trượt lóe, ầm ầm rơi vào ngực hư không tử. Trong nháy mắt này, nguyên thần trong cơ thể hư không tử dùng một tốc độ không thể tưởng tượng được mạnh mẽ khuếch trương ra phía ngoài, từ trong cơ thể biến ảo ra ngoài bao trùm thân thể, trực tiếp xuất hiện bên ngoài thân thể. Từ xa nhìn lại, bên ngoài thân thể hư không tử phát ra ánh tím rực rỡ, cả nguyên thần dĩ nhiên đã biến thành màu tím. Tu sĩ tầm thường nguyên thần yếu ớt cực kỳ, toàn bộ dựa vào thân thể bảo vệ, nhưng tu vi hiện tới trình độ hư không tử, nguyên thần mạnh mẽ đã vượt xa thân thể. Giờ phút này nguyên thần bao phủ thân thể trực tiếp chống cự lại thanh kiếm lớn ánh bạc. Ánh bạc lóe lên dữ dội, thân hình hư không tử bỗng run lên, vẻ mặt lấp tức đỏ một cách khác thường. Một ngụm tươi phun ra, nguyên thần bên ngoài thân thể run rẩy có túm lại vào trong thân thể. Trên mặt hư không tử lộ rõ vẻ dữ tợn chưa từng có, trong cơ thể lại không ngừng vang lên những tiếng phanh phanh. Thân hình hắn không tự chủ được lùi lại đối đòn tấn công kia, nhưng lúc này hắn ngẩng mạnh đầu, bước chân đang lui ra sau gắng gượng dừng lại. Thủy Trung đứng trong lực bổn nguyên, mặc cho lực bổn nguyên thẩm thấu vào thân thể khiến cho thương thế càng nặng. Tiểu Tạp Trung, chỉ bằng ngươi dù có pháp bảo thử không niết, muốn giết ta ngươi còn không đủ tư cách. Sát khí trong mắt hư không tử càng đậm, tay phải vung lên hung hăng chộp tới Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, nguyên lực trong cơ thể theo một kiếm vừa rồi điên cuồng mất đi. Thanh kiếm này lúc trước hắn tra xét đã lục lọi được một chút, biết được bảo vật này không cần tế luyện, chỉ cần cầm nơi tay là có thể sử dụng. Thanh kiếm này hoàn toàn khác với pháp bảo truyền thống khiến cho Vương Lâm rất là khó hiểu. Nhưng lúc này vì sát cục bày ra, hắn cũng không suy nghĩ kỹ càng liền lấy ra sử dụng. Đối với vật này có thể hấp thu nguyên lực trong cơ thể, lúc trước Vương Lâm đã có chuẩn bị. Lúc này tuy sắc mặt tái nhợt, nguyên lực trong cơ thể mất đi lượng lớn nhưng không chút bối rối, vẫn lấy bình tĩnh. Trong khoảnh khắc bàn tay hư không tử cách không chộp tới, Vương Lâm lại nâng thanh kiếm trong tay lên. Hắn thở sâu, nguyên khí trong cơ thể ầm ầm vận chuyển. Ngay lập tức ánh bạc trong thanh kiếm trượt lóe ra vạn trượng, theo sau chém về phía trước. Ánh bạc chói mắt,
Tay phải hư không tử có rụt mạnh về phía sau, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Lúc này trong lòng hắn cũng có lo lắng, thân thể ở trong bổn nguyên lực không ngừng bị lực bổn nguyên kia tấn công. Lực bổn nguyên này tuy không nhiều, nếu so sánh chỉ sợ không bằng một phần vạn so với nguyên lực trong cơ thể hắn, nhưng lực bổn nguyên mỏng manh này khiến tuyệt đại bộ phận nguyên lực toàn thân toàn bộ vận chuyển đối kháng. Hắn lại càng ở trong lúc đối kháng đã nhập toàn bộ tâm thần bên trong cẩn thận tra xét. Nếu đổi lại Vương Lâm lúc trước, hư không tử hoàn toàn không cần quan tâm, nhưng lúc này hắn không thể nghĩ tới Vương Lâm lại có pháp bảo thứ không niết như vật, hắn không thể không chú ý. Nhưng nếu bỏ qua cơ hội cảm ngộ lực bổn nguyên này, hắn lại cực kỳ không cam lòng. Sát khí của hắn đối với Vương Lâm đã đạt tới cực hạn, chỉ cần cho ta thêm thời gian nửa nén hương, ta tin tương có thể tìm ra sự huyền bí của lực bổn nguyên này. Hư không tử vỗ túi chữ vật, lập tức trong tay có thêm một khối băng màu tím. Trên khối băng này phát ra khí lạnh, vừa xuất hiện lập tức khiến cho đại điện bị bao phủ trong một mảnh băng hàn. Hư không tử mang theo một tia đau lòng, thân hình nhoáng lên lập tức nguyên thần phân ra một nửa, hóa thành một hư không tử khác. Hắn từ trong cơ thể bay ra, há mồm nuốt khối băng màu tím kia, khiến cho khối băng chìm vào trong cơ thể, dùng tốc độ nhanh như chớp lao thẳng đến Vương Lâm. Thanh kiếm trong tay Vương Lâm đảo qua, bóng hình kiếm lớn lại biến ảo ra trong ánh sáng bạc, thẳng đến phân thân nguyên thần hư không tử kia. Nguyên thần phân thân kia hai tay bắt quyết chỉ về phía trước đối kháng với đại kiếm hư huyễn. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang lên, nguyên thần phân thân lui ra sau mấy bước, hơi nhạt đi. Chỉ có điều bóng kiếm hư ảo kia cũng bị sụp đổ. Trong nháy mắt khối băng màu tím kia xuất hiện, Vương Lâm lập tức cảm nhận ở trên một tia khí tức pháp bảo thứ không niết giống như thanh kiếm của mình. Hiển nhiên khối băng màu tím này cũng là một kiện pháp bảo thứ không niết. Giờ phút này nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm mất đi rất nhiều, nhưng lại không phải là lúc đau lòng vì nguyên lực. Sát cục đã mở ra, nếu cứ bỏ qua như vậy Vương Lâm thật không cam lòng. Hắn đã dùng lực bổn nguyên để bày sát cục, nếu không thể giết hay làm bị thương nặng hư không tử, như vậy chính là một lần thất bại trong tính toán của Vương Lâm. Hắn chẳng những bại lộ bổn nguyên, lại bại lộ pháp bảo thứ không niết. Nhưng nếu có thể thương nặng hoặc giết hư không tử như vậy, tất cả chuyện này dù có bại lộ cũng đủ kinh sợ thôn cô xinh đẹp và người áo đen kia. Hít sâu một hơi, Vương Lâm dứt khoát nhắm hai mắt lại. Lúc trước hắn dùng thanh kiếm này liền có cảm giác thanh kiếm này có linh hồn, với tu vi của hắn không đủ để phát huy uy lực chân chính của pháp bảo này, nhưng vậy này không cần tế luyện đã có thể thi triển, nếu muốn phát huy toàn bộ cũng không khó lắm, chỉ cần lấy pháp bảo điều khiển người là được. Khi Vương Lâm nhắm hai mắt lại bỏ qua hết thảy khống chế thanh kiếm này, trong khoảnh khắc thanh kiếm phát ra những tiếng ông ông. Giờ phút này nguyên thần phân thân hư không tử lại lao tới, bông tuyết màu tím trong cơ thể tàn mát ra vô tận khí lạnh vây quanh bên ngoài thân thể phân thân. Cho dù hắn chưa tới gần, có khí lạnh đậm đặc tràn tới Vương Lâm, thanh kiếm trong tay Vương Lâm bỗng nhiên nâng lên, nhưng không phải là lực lượng của hắn mà là thanh kiếm điều khiển hành động Vương Lâm. Trong nháy mắt nâng lên này, nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm điên cuồng trôi đi, thanh kiếm phát tán ra tiếng kêu giống như hoan hô, ánh bạc chợt lóe lên. Vào khoảnh khắc phân thần hư không tử xông tới, thanh kiếm lập tức lại hóa ra bóng kiếm trắng. Chỉ có điều lúc này thanh kiếm lớn màu bạc cũng có khác biệt, phảng phất như thực chất, căn bản nhìn không rõ nửa điểm hư ảo. Trong nháy mắt xuất hiện, thanh kiếm lập tức chém xuống dưới một nhát, ầm. Phân thân nguyên thần hư không tử lập tức va chạm với thanh kiếm, lùi ra sau mấy bước. Nhưng thanh kiếm này không biết mất, ngược lại ánh bạc càng rực rỡ, không ngờ ở giữa không trung vẽ ra một đường cong từ bên trái đảo qua. Nó không chút ngừng lại, giống như thanh kiếm màu bạc này hóa thành một cầu vồng bạc chân chính ở bên ngoài phân thân nguyên thần hư không tử, một kiếm lại một kiếm, kiếm chiêu không ngừng quét ngang, tốc độ của nó không ngờ càng lúc càng nhanh. Kiếm đầu tiên có chút thong thả, nhưng kiếm thứ hai liền nhanh hơn một chút, lúc này tốc độ càng nhanh, chớp mắt đã thành 7 kiếm liên tục. Nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm sau khi kiếm thứ 6 tiêu tan, kiếm thứ 7 như hấp thu máu thịt của hắn. Cũng may mắn thân thể cổ thần mạnh mẽ, ẩn chứa lực lượng cổ thần như thế mới có thể kiên trì tiếp tục. Sau 7 kiếm, kiếm thứ 8 giống như rồng bạc vờn quanh, lại một lần nữa hạ xuống. Tiếp theo kiếm thứ 9, thứ 10 cũng tới. Cả đại điện gần như toàn bộ ánh mắt đều ngưng tụ ở bên ngoài phân thân nguyên thần của hư không tử. Chiêu thức liên hoàn dị của pháp bảo này khiến người xem kinh tâm động phách. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ánh bạc càng đến càng nhanh. Kiếm 19-20. Da thịt Vương Lâm héo rũ phạm vị lớn, vẻ mặt lộ ra u ám. Cổ thần lực lượng trong cơ thể hắn không ngờ cũng không chịu nổi hấp thu như vậy. Từ kiếm thứ 17 trở đi, mỗi lần thêm một kiếm đều là gấp mấy lần kiếm trước. 23 kiếm đã là cực hạn của Vương Lâm. Khoảnh khắc kiếm thứ 23 hạ xuống, hai mắt Vương Lâm đang nhắm chợt trợn trừng, giống như tia chớp vẽ qua bầu trời. Trong khoảnh khắc ánh sáng bạc vờn quanh bên ngoài phân thân nguyên thần hư không tử đang cực nhanh chợt ngừng lại. Trong khoảnh khắc ngừng lại, ánh sáng bạc dùng tốc độ trước nay chưa từng có, ầm ầm lóe lên chớp mắt, chiếu cả đại điện lên sáng rực. Chỉ thấy bên ngoài phân thân nguyên thần hư không tử, ánh bạc lóe ra, không ngờ đồng thời xuất hiện 23 thanh kiếm lớn màu bạc. Trong khoảnh khắc chúng xuất hiện đồng loạt đâm tới phân thân nguyên thần hư không tử,
23 thanh kiếm lớn giống như 23 ngôi sao băng dùng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng dưới những tiếng nổ ầm ầm toàn bộ đâm vào phân thân nguyên thần hư không tử, lại xuyên thấu qua. Phân thân nguyên thần kia căn bản không có bất kỳ né tránh, khoảnh khắc 23 thanh kiếm xuyên qua khối băng màu tím trong cơ thể cũng tách tách sụp đổ. Theo đó tiếp theo là phân thân nguyên thần hư không tử, bị 23 thanh kiếm xuyên qua ngay lập tức tan rã. Mọi chuyện còn chưa chấm dứt, 23 thanh kiếm kia giống như hợp lại thành một lưỡi kiếm, đan sen không ngừng lập tức lao thẳng đến hư không tử đang cảm ngộ bổn nguyên. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, lại phun ra một vòi máu tươi, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Đây không phải là pháp bảo thứ không biết bình thường. Hắn không thể ngờ tới Vương Lâm trước mắt này không ngờ có pháp bảo khủng bố như thế. Giờ phút này phân thân nguyên thần bị hủy, ngay lập tức hắn bị thương thế nghiêm trọng, càng khó giết. Mắt thấy 23 thanh kiếm kia hủy nguyên thần của mình, lại hủy một kiện pháp bảo hư không niết rồi lao tới chính mình, ra đầu hư không tử run lên. Nhưng lúc này chỉ cần thêm vài giây hắn vẫn tự tin có thể tìm tòi ra huyền bí bổn nguyên. Nếu để hắn tránh né không khác gì trực tiếp giết chết hắn. Liều mạng, giờ phút này hư không tử dù sao cũng tu đạo vô số năm, tâm trí thông linh tự nhiên cũng đoán được Vương Lâm dùng bổn nguyên làm mồi khiến cho mình không thể phát huy toàn bộ thần thông. Tuyệt đại bộ phận phân tâm lực đều chìm vào tìm hiểu bổn nguyên, thiết kế một sát cục làm mình không thể tiến lùi. Hắn cũng không lùi lại mà vỗ túi chữ vật, lập tức trong tay có thêm một mai rùa màu đen. Mai rùa này chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân ngăm đen truyền ra một cỗ uy áp, không biết trên người con gì gỡ xuống. Mai rùa này rõ ràng cũng là một pháp bảo thứ không niết, hư không tử thân là người quan trọng của tu chân liên minh, tự nhiên không thiếu pháp bảo. Hắn cầm mai rùa ném về phía trước, cắn răng không để ý tới, dùng toàn bộ tâm thần điên cuồng cảm ngộ bổn nguyên. Hắn có thể cảm giác được mình sắp biết được con đường vào bước thứ ba đã vây nhiễu hắn nhiều năm. Ngay cả nằm mơ hắn cũng nghĩ đến mai rùa kia bay ra lập tức lơ lửng trước hư không tử. Ánh sáng màu đen bên trên chợt bộc phát ra mạnh mẽ, nhưng trong khoảnh khắc ánh đen lấp lóe này, 23 thanh kiếm kia ầm ầm lao đến ba thanh phía trước thành hình chữ nhất trực tiếp đánh lên mai rùa. Tiếng nổ ầm ầm động trời vang lên, mai rùa không ngừng lui ra sao, nhưng gắng gượng đỡ đòn được. Chỉ có điều đợt tấn công này chưa kết thúc, vào khoảnh khắc kiếm thứ ba tiêu tan, kiếm thứ bốn, thứ năm, mãi cho đến kiếm thứ 21 gần như tạo thành một dải sáng bạc trực tiếp lao tới. Ầm ầm ầm, mai rùa màu đen không ngừng lui ra sau, gần như nháy mắt phía trên mai rùa xuất hiện nhiều khe nứt. Chỉ được 3 giây mai rùa liền ầm ầm tan rã, hóa thành vô số mảnh vỡ văng ra bốn phía sụp đổ. Khoảnh khắc mai rùa sụp đổ biến mất, kiếm thứ 22, 23 trực tiếp xuyên thấu qua thẳng đến hư không tử phía sau mai rùa. Hai kiếm cuối cùng này ẩn chứa nhiều lực lượng hủy diệt nhất, giờ phút này xuyên qua gần như trong chớp mắt liền đánh lên ngực hư không tử. Tại khoảnh cách này hư không tử căn bản không kịp thi triển bất kỳ pháp bảo nào và thần thông nào, hơn nữa làm cho hắn bỏ qua cơ hội cảm ngộ bổn nguyên này là tuyệt đối không có khả năng. Chuyện này nói thì thong thả nhưng thực tế chỉ trong chớp mắt. Trong lúc nguy hiểm này, hai tay hư không tử vung mạnh ra ngoài, lập tức quần áo toàn thân phảng phất bị gió thổi mạnh. Một làn gió màu tím từ trong cơ thể hắn nhanh chóng khuếch tán hình thành một cơn gió xoáy. Nhưng gió xoáy này gần như vừa xuất hiện liền bị kiếm thứ 22 đụng tới. Chỉ nghe một tiếng phịch, gió xoáy sụp đổ. Khoảnh khắc gió xoáy sụp đổ, cuối cùng kiếm thứ 23 trực tiếp xuyên qua chạm vào ngực hư không tử. Cùng lúc đó hai mắt Vương Lâm lóe ra ánh sáng chói mắt, hắn chờ chính là lúc này, cũng chính là kết cục của sát cục này. Vương Lâm nâng tay trái tê dại sờ qua những vết rỉ sét trên thanh kiếm, sau khi dính vết rỉ sét hắn hung hăng bắn về phía trước, xuyên một tiếng vang lên, thân thể hư không tử bị kiếm thứ 23 đánh trúng, phun ra một vòi máu tươi, sắc mặt hắn tái nhợt, quần áo trước ngực nát bấy lộ ra máu thịt mơ hồ, chỉ thiếu một chút, giờ phút này hư không tử giống như điên cuồng, không để ý vết thương trên thân thể, điên cuồng cảm nhận bổn nguyên kia. Hắn có thể cảm nhận được khoảng cách mình hiểu ra bước thứ ba phi thương gần, lập tức liền hoàn toàn hiểu ra. Nhưng giờ phút này vết gì xét ẩn chứa lực lượng quỷ dị dưới cái bán của Vương Lâm lập tức dung nhập vào trong. Khoảnh khắc hư không tử sắp sửa hiểu ra bổn nguyên bước thứ ba tha thiết ước mơ, nó giống như một trận gió nhẹ thổi qua thân thể. Thân thể hư không tử chấn động dữ dội, vùng ngực máu thịt mơ hồ lập tức phọt mất thất khiếu đổ máu. Thân thể không thể không lùi ra một bước, lùi ra này liền rời khỏi lực bổn nguyên, công sức toàn bộ trôi đi. Không! Hai mắt hư không tử đỏ bừng như thú hoang, nhưng thân thể hắn không thể khống chế bị ném thẳng ra sau. Khoảng cách ánh đỏ lực bổn nguyên càng ngày càng xa, cũng có tảng lớn xương máu từ cơ thể hắn phun ra. Còn mắt thứ ba mi tâm Vương Lâm trượt lóe, ánh đỏ biến mất thu hồi lại một tia lực bổn nguyên cơ hồ diệt tuyệt vào trong con mắt thứ ba. Vương Lâm cầm thanh kiếm trong tay, ánh mắt lạnh như băng lạnh lùng nhìn thoáng qua thôn cô xinh đẹp. Nàng ngây tâm thần chấn động, thần thông và pháp bảo vừa rồi của Vương Lâm, một cái cảnh tượng chấn động tâm thần vừa rồi khiến cho nàng không dám đối mặt nhìn, chỉ cúi đầu về phần người áo đen kia. Cùng lúc ánh mắt Vương Lâm nhìn tới, trong mắt hắn hiện rõ sự khiếp sợ và kiêng kỵ nồng đậm. Đối diện ánh mắt Vương Lâm, hắn không ngờ lại có ý không dám nhìn thẳng. Lúc này khí thế của Vương Lâm đã là đỉnh trong tất cả những người hắn từng gặp qua trong đời, mặc kệ dùng phương pháp gì, âm mưu gì cũng được,
quỷ kế cũng tốt, có thể đánh bại một tu sĩ toái niết liền đủ nói rõ hết thảy. Kẻ thù như vậy ai nguyện ý trêu chọc, muốn bổn nguyên của Vương Mỗ, muốn pháp bảo của Vương Mỗ các người nhanh tới mà lấy. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe sát khí, miệng lộ ra nụ cười lạnh, thân thể hắn dần dần dung nhập vào trong lốc xoáy màu tím do hai con bát phò tượng chiếu ra, chậm rãi biến mất. Tuy rằng hắn biến mất, nhưng để lại rung động cho thôn cô xinh đẹp và người áo đen, còn hư không tử, thần lâu không tiêu tan. Người áo đen trong mắt vẻ kiêng kỵ không mất đi, nghĩ đến thần thông 23 kiếm vừa rồi của Vương Lâm trong lòng hắn tràn ngập hàn ý. Mặc dù hắn biết được sau khi thi triển thần thông 23 kiếm này đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng không dám đi đánh cuộc, 23 kiếm liên hoàn công kích kia khiến hắn mất đi tin tưởng. Chu tướng Thánh Tông sẽ bởi vì người này mà lại quật khởi. Trong liên minh tinh vực này không phải tái hiện lại huy hoàng ngày xưa mà là đạt tới một trình độ mới chưa từng có. Người này có bổn nguyên, là ai cho hắn bổn nguyên? Thân hình người áo đen run lên, vẻ kiêng kỵ trong mắt càng đậm. Thân hình hư không tử hung hăng nắm chặt tay, thân thể truyền ra từng cơn đau nhói. Nguyên thần hủy diệt một nửa, sau đó lại bị thương thế trầm trọng khiến tu vi hắn hạ xuống rất nhiều. Nhất là thay đổi quá nhanh trước bổn nguyên khiến cái loại hy vọng đến rất gần bước thứ ba và thất vọng không cam lòng lúc này làm cho hắn không kìm nổi gầm lên một tiếng. Nhưng hắn dù sao cũng là tu đạo nhiều năm, sau khi giống giận bình tĩnh trở lại ánh mắt lộ ra sát khí càng điên cuồng. Kẻ này tâm cơ quá sâu, lại lớn gan quyết đoán, quyết không thể cho phép hắn thành Chu Tước Thành sau này. Vì giết hắn lão phu không tiếc kỳ hạn đứng đầu thiên nhân 3.000 năm sắp tới cũng phải giết hắn cướp lấy bổn nguyên. Thôn cò xinh đẹp kia trong lòng lại khiếp sợ không kém người mặc áo đen và hư không tử chút nào. Ngược lại nàng hiểu biết càng nhiều, thậm chí rung động so với người áo đen và hư không tử càng lớn hơn. Khiến nàng rung động trừ bổn nguyên của Vương Lâm ra, chính là thanh kiếm thép kia. Pháp bảo mạnh mẽ như vậy trong trí nhớ của nàng đã từng nghe qua một lần. Trong trí nhớ của nàng ở trong Côn Lôn hư cảnh, nghe trưởng bối bàn luận trí bảo trong thiên hạ từng có một lời, bảo vật chỉ có 5 loại linh huyền, tiên không niết, cũng không phải chỉ có 5 loại này mà ngược lại còn có pháp bảo đẳng cấp khác. Chẳng qua nghe trưởng bối già nói pháp bảo kia, cho dù là bản thân hắn cũng chỉ nhìn thấy qua bảo vật niết cực mà thôi. Bảo linh huyền đa phần là bảo vật tu sĩ bước thứ nhất thường dùng, thường thường trong hai loại này cũng không thiếu một số bộ phận tu sĩ bước thứ nhất có được tiên bảo, nhưng đối với tu sĩ bước thứ hai mà nói, tiên bảo có chút không thể thỏa mãn yêu cầu, nhất là những lão quái tu luyện tới toái niết, tiên bảo trừ khi là cao nhất nếu không có trợ giúp với bọn họ, nhiều khi còn không so được với thần thông tiên thuật, mà tới lúc này những lão quái toái niết sẽ đi tìm một pháp bảo tầng cao hơn, cũng chính là vượt qua tiên bảo mà luyện khí sĩ thời thượng cổ thường dùng, ngược dòng thời gian, tìm kiếm di tích, từ trong di tích viễn cổ thường dùng, là loại pháp bảo, đó là pháp bảo thứ không nhất tuy là hiếm thấy nhưng ít nhiều cũng gặp, gần như mỗi môn phái đều có. Tuy nhiên các lão quái toái niết cực kỳ quý trọng, không dễ lấy ra sử dụng, dù sao phương pháp chế tạo loại pháp bảo này bọn họ không tìm ra, lại không thể chữa trị, như vậy một khi tổn hại uy lực sẽ giảm rất nhiều. Trên thực tế có một số pháp bảo thứ không niết thường là không phải chân chính là thứ không niết mà chỉ thuộc về loại pháp bảo không, chẳng qua hơi trội hơn một chút cho nên được người gọi là thứ không niết. Trên thực tế chỉ là một loại xưng hô hư vinh mà thôi. Đối với những lao quái toái niết tầm thường, pháp bảo cấp không đã thuộc loại đỉnh, vì giành được có thể không tiếc mọi thứ, nhưng đối với những tu sĩ toái niết hậu kỳ đại viên mãn, pháp bảo không tuy quý báu nhưng đã tu luyện đến trình độ bọn họ, bất kể là cướp đoạt cũng được, sưu tầm cũng được, tóm lại là không thiếu loại pháp bảo này. Thậm chí hết thảy mọi pháp bảo trên thế gian này đều không được bọn họ coi trọng, bọn họ theo đuổi là siêu thoát bước tu đạo thứ hai, bước về bước thứ ba trong truyền thuyết kia. Chỉ có điều bước thứ ba này quá mức hư vô mờ mịt, tìm không thấy con đường phía trước, bọn họ chỉ có thể yên lặng chờ đợi thiên nhân ngũ suy giáng xuống, cuối cùng chậm rãi chết đi. Đối với những lão quái đã gần như trường sinh này, đây không phải là giấc mộng theo đuổi đạt được lực lượng và tu vi bước thứ ba, mà là khát vọng sinh mạng. Chỉ có thể đạt tới bước thứ ba mới có thể đối kháng với thiên nhân ngũ suy, nếu không chờ đợi bọn họ chỉ có bỏ mạng. Tại thời điểm này, trong phong tiên giới có một số tu sĩ ngẫu nhiên đi tới liên minh tinh vực, những người này không đạt tới bước thứ ba nhưng trong thiên nhân ngũ suy đã vượt qua suy thứ tư. Thiên nhân ngũ suy là kiếp nạn mà mỗi tu sĩ toái niết nhất định phải trải qua. Mỗi lần trải qua, tu vi và thực lực tăng mạnh vô số lần. Nhưng thiên nhân ngũ suy khó khăn quá lớn, một khi thất bại lập tức khiến hình thần câu diệt. Người này sở dĩ có thể đạt tới suy thứ tư, đúng là bởi vì hắn có một loại pháp bảo. Pháp bảo này cũng chính là ngày sau có xưng hô là trí bảo cấp niết. Trí bảo cấp niết sau đó bị bọn họ nghiên cứu điều tra, mơ hồ có thể tìm ngược về tới thái cổ. Chỉ có điều loại bảo vật này truyền lại tới ngày nay cực kỳ hiếm có, gần như là lông phượng và sừng lân. Tuy là như thế nhưng những lão quái toái niết này lại từ trong những di tích viễn cổ phát hiện một loại vượt qua pháp bảo cấp không, gần với pháp bảo cấp niết. Đây cũng chính là thứ không niết. Thứ không niết này tuy không cực kỳ hiếm thấy như niết cấp chân chính nhưng cũng ít đến mức đáng thương. Gần như những thứ này đều bị tu sĩ toái niết hậu kỳ đại viên mãn giành được. Một trong những tiêu chuẩn của trưởng lão đoàn liên minh chính là phải có một pháp bảo cấp thứ không niết. Tác dụng của pháp bảo này trừ việc uy lực mạnh mẽ ra còn có thể có tác dụng nhất định giúp tu sĩ trong thiên nhân ngũ suy.
Pháp bảo thứ không niết cũng chưa cấp bậc, chẳng qua có chút mơ hồ, đa số đều chia làm bốn trình tự hạ, trung, thượng và viên mãn. Dù sao loại pháp bảo này là tổ tiên để lại, người kế thừa căn bản không biết chế tạo, càng không nói đến ghi chép tỉ mỉ phân biệt, có thể hấp thu sát ý của tu sĩ, có thể biến ảo ra hư ảnh, có thể xuất hiện uy lực như vậy. Pháp bảo trong tay Vương Lâm này ít nhất cũng là thứ không niết thượng phẩm, thậm chí rất có khả năng là viên mãn thứ không niết. Thôn cô xinh đẹp hít sâu một hơi, ánh mắt lộ vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Vương Lâm như ngưng thở, lắc lắc đầu, đồng thời thi triển sợ là nháy mắt hắn thành thây khô. Thanh kiếm trong tay lại được Vương Lâm cắm vào trong vỏ, thu vào trong túi trữ vật. Hắn lấy ra một ít đan dược ném vào miệng, không chờ tiêu hóa lập tức cắn răng bay nhanh về phía trước. Hắn vừa rồi lâm vào cảnh nỏ mạnh hết đà, bằng vào khí thế làm thương nặng hư không tử dọa sợ người áo đen và thôn cô xinh đẹp kia. Nếu không hai người này lại ra tay, hắn chắc chết không nghi ngờ gì. Giờ phút này hắn không rảnh đi chữa thương, mà phải nhanh một chút dùng ưu thế biết được bản đồ động phủ tên đế, kéo giãn khoảng cách với bọn họ. Vương Lâm thở sâu, qua lại không ngớt nhiều cấm chế trong tầng thứ hai động phủ tên đế này rất nhanh đi tới những mắt cấm chế trong bản đồ. Vừa nhìn Vương Lâm lập tức xác định phía trước mình nhất định có người mở ra mắt cấm chế. Không biết người đó đã tiến vào tầng thứ mấy. Hắn lê thân hình mỏi mệt, thẳng đến nơi sương mù lượn lờ trung tâm tầng thứ hai kết cấu 6 tầng đầu động phủ tiên đế gần như không khác biệt nhiều lắm. Như vậy với sự quen thuộc của Vương Lâm, tuy nói tốc độ bị chậm không ít nhưng cũng rất nhanh đi tới vị trí trung tâm tầng thứ hai, tiến đến lối vào tầng thứ ba. Giờ phút này người áo đen, thôn cô xinh đẹp và hư không tử thương nặng cũng tới tầng thứ hai. Hư không tử cũng không còn hống hách nhiều tầng thứ nhất, hắn không trực tiếp xông vào cấm chế mà chậm rãi lục lọi đi tới. Như vậy bọn họ cũng cho Vương Lâm đủ thời gian. Trong đại điện tầng thứ hai này không có pho tượng, trên mặt đất chỉ có 9 đến nến bằng đá. Vương Lâm thu nỗi lo lắng trong lòng, cẩn thận quan sát hồi lâu, dần dần nhíu mày. Nhưng đột nhiên, ánh mắt Vương Lâm dừng lại ở xung quanh những đến nến trên mặt đất. Những chỗ này có dấu vết di động nhàn nhạt, rất nông, hiển nhiên bị người di động không chỉ một lần để lại rất nhiều chỗ gây nghi hoặc cho người khác. Vương Lâm hai mắt chợt lóe lên, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát, dần dần hai mắt hắn sáng ngời. Trung tâm 9 cây nến này hắn cảm thụ được tia kiếm khí rất lớn. Kiếm khí này rất là tầm thường, cho dù là có người cảm nhận được cũng chỉ cho rằng có người ý đồ phá hoại những cây nến này lưu lại. Nhưng kiếm khí này đối với Vương Lâm mà nói có ý nghĩa rất quan trọng. Kiếm khí của Chu Giật tiền bối, hắn để lại kiếm khí ở chỗ này hiển nhiên đã tiến vào tầng thứ ba. Nhưng vì sao lại để lại kiếm khí ở đây? Hay là... Ánh mắt Vương Lâm đọng lại, trên đường đi nguyên lực trong cơ thể hắn đã khôi phục một phần. Lúc này hắn vung tay lên, lập tức 9 đến nến phía trước lóe lên ánh lửa, toàn bộ được đốt lên. Khoảnh khắc ánh lửa xuất hiện, lập tức vờn quanh thân thể Vương Lâm, mang hắn biến mất khỏi đây đi lên tầng thứ ba. Những vết nến di động này chẳng qua chỉ để mê hoặc người khác, ngay cả dấu vết để lại trên mặt đất cũng là người trước để lại hấp dẫn sự chú ý của người sau mà xem nhẹ. Những ngọn nến này chính là cần châm lửa. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt Vương Lâm ở trong động phủ tiên đế này đã được 2 tháng. Trong 2 tháng này mỗi ngày hắn chỉ có một thời gian ngắn ngủi chữa thương, toàn bộ thời gian còn lại đều qua lại không ngớt tầng này sang tầng khác. Động phủ tiên đế này càng đi tiếp cấm chế càng mạnh mẽ. Có những lúc lấy thuật cấm chế của Vương Lâm tiến vào giới thiệu bản đồ ngọc giản cũng phải mất một khoảng thời gian mới an toàn đi qua, mà mất nhiều thời gian nhất chính là cung điện trung tâm mỗi tầng. Những cung điện đó phảng phất như những bí ẩn, cần hao hết tâm tư mới tìm được đường đi vào tầng tiếp theo, nếu chỉ vậy thì còn đỡ. Nhưng trong bản đồ ngọc giản từ tầng 4 trở đi mỗi tầng đều giới thiệu mấy chỗ không gian trữ vật Vương Lâm tự nhiên không muốn bỏ qua. Đáng tiếc những nơi này đa số đều có người nhanh chân đến trước. Nhưng đồng dạng cũng có mấy nơi không có người đi qua bị Vương Lâm lấy tất cả ném vào túi trữ vật. Nghĩ tới thu hoạch trên đường đi 2 tháng này, Vương Lâm rất là hưng phấn. Cho dù là hắn cũng bị những vật phẩm trong trữ vật không gian này chấn kinh rất lâu. Ví dụ như tiên ngọc, hiện tại tiên ngọc trong túi trữ vật của Vương Lâm đã đủ để thành lập một môn phái, đủ cho đệ tử môn phái sử dụng ngàn năm. Còn có nhiều vật phẩm khác, dưới cái nhìn của Vương Lâm, những không gian trữ vật này giống như những nơi cất giữ của tiên đế Thanh Xương, hiển nhiên là có mục đích. Mục đích năm xưa của Thanh Xương Vương Lâm không biết được, nhưng lúc này những vật ấy thành vật của hắn, thật sự khiến hắn hưng phấn mấy ngày. Càng làm cho hắn hưng phấn là dựa theo ghi chép trong ngọc giản, trong tầng thứ 6 này có 2 điểm truyền tống không gian trữ vật, một chỗ trong đó cất giữ rất nhiều tiên đan thần dược trước khi tiên giới chưa sụp đổ. Những dược vật ấy đối với Vương Lâm lúc này ý nghĩa vượt qua tất cả mọi pháp bảo. 2 tháng này tu vi Vương Lâm thủy chung không hoàn toàn khôi phục, thương thế thân thể bởi vì lực khôi phục mạnh mẽ cổ thần đã không thành vấn đề. Nhưng tổn thất nguyên lực cùng với nguyên thần do sử dụng thanh thiết kiếm trở nên uể oải, nếu không có dược vật rất khó khôi phục trong thời gian ngắn. Trong túi trữ vật của Vương Lâm gần như hao hết toàn bộ dược vật, hơn nữa nơi đây nguy cơ khắp trốn cho nên nơi cất giữ dược vật Vương Lâm bắt buộc phải chiếm được. Ngày hôm nay, một nơi trong tầng thứ 6 chợt lóe hào quang, thân hình Vương Lâm từ trong đi ra. Nơi này vây quanh bởi một dãy lầu các, dường như là một vườn hoa riêng biệt, ở phía trước còn có mấy hòn giả sơn, cũng có một con sông nhỏ từ xa uốn lượn tới gần.
tiếng đinh đông quanh quẩn bốn phía, nghe rất là thanh bình. Đây là tầng thứ 6. Vương Lâm thở sâu, nhìn xung quanh, trong đầu hắn nhanh chóng so sánh vị trí hiện tại và trong bản đồ ngọc giản. Một lát sau hắn biết nơi chính xác của mình. Vương Lâm nhìn về bên phải, ánh mắt lộ vẻ kiên định, nhoáng một cái hắn đi thẳng về bên phải, dường vật này nhất định phải chiếm được. Tốc độ Vương Lâm nhanh chóng, qua lại không ngừng những cấm chế. Đúng lúc này bỗng nhiên hắn ngừng lại, nhìn chằm chằm vào phía trước, có người ở nơi này. Vương Lâm một mạch từ tầng 2 đến tầng thứ 5, phát hiện rất nhiều dấu vết người khác để lại nhưng không gặp một ai. Lúc này là lần đầu tiên hắn phát hiện bóng người từ tầng thứ 2 trở đi. Tiểu huynh đệ, không ngờ có thể đến nơi này, thật không đơn giản. Một thanh âm hơi kinh ngạc truyền lại từ phía trước. Phía trước Vương Lâm xuất hiện hai người, một nam một nữ, tướng mạo của nam nhân tiên phong đạo cốt, cực kỳ anh tuấn. Lúc này người này đang mang theo vẻ tươi cười nhìn về phía Vương Lâm. Phía sau y là một nữ tử có ánh mắt rất dịu dàng, nhưng lại lộ ra đôi chút kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Vương Lâm có thể đến được nơi này. Hai người này chính là Vân Tiên đạo lữ. Thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng cũng nổi lên cảnh giác. Lúc này tu vi của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, có thể coi là lúc suy yếu nhất kể từ khi bước vào tiên phủ này. Chỉ cần hơi vô ý sợ rằng sẽ mất mạng như chơi. Sắc mặt không đổi, Vương Lâm lùi lại phía sau đến bên cạnh của một cấm chế, ôm quyền nói, tham kiến Vân Tiên tiền bối. Khi đang nói, ánh mắt Vương Lâm tùy ý đảo qua bên sau của Vân Tiên đạo lữ, không thấy bóng dáng của Chu Dật khiến đáy lòng hắn trầm xuống. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.